chào quý khán giả và bà con đang theo dõi tiết mục Syngenta Thông tin Nông nghiệp. Thưa bà con và quý khán giả, lúa cỏ là một dịch hại quan trọng làm ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất của lúa. Vì vậy mà tại cánh đồng ruộng ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà con nông dân cũng như là kỹ sư của công ty Syngenta để cùng với bà con tìm hiểu về những giải pháp để phòng trừ hiệu quả dịch hại này. Yến Mai xin được chào chú ạ. Thưa chú, với nhiều năm canh tác trên đồng ruộng của mình á, thì chú có những cái kinh nghiệm như thế nào để phòng trừ lúa cỏ một cách hiệu quả nhất không chú? Cái thứ nhất là phun tóe, dùng cái sản phẩm Sofit của Syngenta. Mình sẽ phun trước khi mà máy lên bờ là bắt đầu mình đem thuốc mình phun. Xong là cái đó là cái phun đầu tiên là phun tóe, phun nước. Rồi kế tiếp á, là khi mà mình xuống giống xong 1 tới 3 ngày thì mình mới lặp lại lần thứ hai là phun trên nền đất đã có xạ rồi. Con xin được cảm ơn chú ạ. Thưa anh Cường, về phía công ty Syngenta thì công ty có những lưu ý gì để bà con kiểm soát lúa cỏ một cách hiệu quả nhất ạ? Sofit sẽ diệt cái lúa cỏ thông qua cái cơ chế là chúng ta phun vào thời điểm mà cái hạt lúa cỏ mà chưa ra cái rễ thì hạt lúa cỏ chỉ bị tác động bởi cái chất diệt cỏ thôi mà không hấp thu được cái chất an toàn thì cái hạt lúa cỏ này nó sẽ chết đi. Thì đó là cái cơ chế mà chúng ta thấy rằng là cái Sofit diệt được cái lúa cỏ trên đồng ruộng của mình. Và cái lưu ý thứ hai là vào thời điểm mà chúng ta xử lý, chúng ta sử dụng Sofit càng sớm trên đồng ruộng sẽ càng tốt ở cái lần làm đất lần cuối. Trong điều kiện ngập nước, bà con gọi là phun té, hoặc là bà con chúng ta có thể sau khi xạ lúa xong phun Sofit luôn trên cái nền đất ẩm ở cái liều lượng là từ 1 tới 1 lít 4 lít cho 1 hectare. Thì như vậy chúng ta sẽ quản lý được cái lúa cỏ rất là tốt, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đồng thời quản lý được cái cỏ dại rất là hiệu quả. Quản lý thì lúa cỏ thì bà con nông dân cần phải lưu ý là mình phải quản lý kiên trì qua thời gian dài từ vụ này qua vụ khác. Mà một trong những cái giải pháp mà quan trọng nhất là đầu tiên là bà con phải chọn giống. Chọn giống là phải giống tốt, giống đạt cái tiêu chuẩn xác nhận trở lên. Trước khi làm đất khoảng từ 7 đến 10 ngày chúng ta có thể là hoặc hơn 10 ngày thì chúng ta có thể là cho nước sớm vào để chúng ta gọi là nhử cái lúa cỏ này nó lên trước. Sau đó chúng ta dùng cái máy móc làm đất, tức là cài hoặc là xới và trục nhận xuống để tiêu diệt. Thì nếu chúng ta có làm liên tục qua vụ này qua vụ khác thì nó sẽ giảm được cái sự phát triển của cái lúa cỏ.